Đầu tiên chúng ta sẽ vào tới cái địa chỉ http gạch hai chấm gạch chéo vnmac.gov.vn gạch chéo thi trực tuyến. Đấy, ta đánh vào Google nó sẽ ra như này. Đấy, thì chúng ta sẽ kéo xuống. Mình sẽ đánh tên của mình vào đây. Ngày tháng năm sinh, số điện thoại mình vào đây. Đấy, và sau khi chúng ta ghi hết đầy đủ thông tin rồi ấy, thì xã phường, địa chỉ của chúng ta. Đó, địa chỉ của mình. Thế thì tôi đồng ý cung cấp thông tin tham gia và tôi không phải là người máy. Mình sẽ kích vào. Đó, và người ta yêu cầu là chọn tất cả hình có cầu thang. Đấy, thì mình chọn cầu thang. Đó, những hình nào không có cầu thang thì xác minh. Để nó xác minh không phải người máy và bắt đầu vào làm bài thi. Đấy, làm bài thi. Đó. Đây thông tin của chúng ta. Nhưng mà chưa được thì mình phải nhập lại, các bạn lưu ý nhé. Tôi không phải là người máy. Đấy. Để xác minh cho chúng ta cầu thang. Nắm cầu thang thế. Xác minh. Rồi, bắt đầu làm bài thi. Đấy. Các bạn lưu ý mình phải xác minh nhé. Nếu mà nó chưa cho xác minh thì làm đầy đủ thông tin. Đấy, sau đó là bắt đầu làm bài, nó chỉ cho mình 29 phút thôi. Câu 1. Nên làm gì khi thấy biển cảnh báo khu vực có bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại? A. Lại gần xem. Là sai rồi. Chơi cạnh là sai rồi, không lại gần. Đấy, mình đọc ba chữ đầu nhé. Câu 2. Hành động nào sau đây là nguyên nhân gây ra tai nạn bom mìn? A. Tác động trực tiếp. B. Đốt nóng bom mìn. Hay các nguyên nhân khác. C. Cả ba phương án trên. Có tất cả ba này mình nên đăng ký vào cả ba nhé. Câu 3. Theo số liệu khảo sát phi kỹ thuật tính đến tháng 12/2014, Việt Nam có bao nhiêu xã phường bị ô nhiễm bom mìn nổ chiến tranh? Đây thì mình không biết, mình trả lời liều thôi. Từ đây giữ cho an toàn. Câu 4. Các loại bom mìn vật liệu nổ chiến tranh để lại đã cũ kỹ gì xét có thể? A. Không gây. Là sai rồi, làm chết người. Đấy. Chắc chắn là B. Câu 5. Việt Nam hiện có bao nhiêu tỉnh thành bị ô nhiễm bom mìn vật nổ cháy để lại? Thì mình chắc là 6 thôi. Câu 6. Khi đi vào khu vực ruộng đồng, nương rẫy nếu phát hiện có bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, chúng ta nên làm gì? Thận trọng. Đi ra khỏi. B. Báo cho chính quyền địa phương. C. Cả hai. Cả hai. Có tất cả thì mình nên cho tất cả. Chúng ta phải làm gì khi trong cộng đồng có những người bị thương tật do bom mìn? Tránh xa là sai rồi. Chia sẻ động viên. Đúng. Câu 8. Chúng ta cần làm gì để giảm thiểu tai nạn bom mìn? A. Không chơi đùa. Tuyên truyền về mức độ. Cả hai. Cả hai. Câu 9. Cần làm gì khi phát hiện ra bom mìn? Nhặt lên. Sai rồi. Cảnh báo. Không làm gì. Cảnh báo. À, đúng. Câu 10. Bom mìn vật nổ chiến tranh xảy ra. A. Chết người này. B. Làm ô nhiễm môi trường. Làm ảnh hưởng đến tới sự phát triển. Cả ba. D. Câu 11. Khi nhìn thấy hành động cưa đục. A. Rủ thêm người đứng gần. C. Ngăn chặn cảnh báo. Câu 12. Đâu là hậu quả mà tai nạn bom mìn thế đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội? Tất cả. Cứ cho tất cả. Đặc điểm nhận dạng bom mìn để lại làm từ nhiều chất liệu khác nhau, bom mìn vật liệu nổ, cả ba, cứ cho cả ba. Đọc không cần phải đọc nhiều. Khi phát hiện bom mìn, bất cứ ai phát hiện ra đều được phép tháo gỡ, chỉ có những tổ chức. Đấy. Người bị thương tật do bom mìn, cuộc sống coi như kết thúc, là gánh nặng. Người thương tật bom mìn vật liệu nổ để lại ra vẫn có thể sống có ích cho gia đình và xã hội. C. Dự đoán bao nhiêu? Thì cái này thì mình không biết, thì tôi cứ cho cái số đẹp vào. Đó. Đấy, đi. Xong. Đó. Đấy, sau khi xong rồi thì còn cái gì ở đây?
nộp bài, đấy, đánh chữ nộp bài. Ok. Đấy, thì mình sẽ đợi nó đồng ý nộp bài, không biết là nó còn cái nào thiếu mình không, chưa cho nộp bài. Mình sẽ phải xem lại bài của mình, có câu nào mình chưa trả lời không. Đó. Chắc hay là cho số lượng người quá đông hay sao, dự đoán được rồi đây, xong rồi đó, dự đoán rồi, số người dự đoán này không thể ai biết được đấy, 26 phút 28 giây đấy, và đợi nó báo về đó thì mình mới được phép thoát ra, khi nó chưa báo về thì cứ từ từ đã.